Chào các bạn, mình đến từ mn.vn. Và ngày hôm trước thì mình có thông báo anh em một cái tin rất là vui. Đó là chiếc V-Smart Line bản 6GB RAM đã hạ giá 50%, chỉ còn có 3.350.000 thôi. Và trong cái clip đấy thì mình có hứa với anh em là mình sẽ làm một clip là mình sẽ so sánh với một sản phẩm của Xiaomi, một sản phẩm của Trung Quốc với cùng cấu hình. Với cùng cấu hình anh em nhé, chỉ khác mỗi bộ nhớ thôi. Đó là sản phẩm Redmi Note 7 Pro. Đây là Redmi Note 7 Pro anh em nhé. Để mình khởi động cho anh em xem, không anh em lại không tin đây là Redmi Note 7 Pro. Thì chiếc Redmi Note 7 Pro này có cùng cấu hình với chiếc V-Smart Line của Việt Nam chúng ta. Đó là CPU là Snapdragon 675, RAM là 6GB. Và phiên bản V-Smart của mình đang cầm trên tay ấy, thì với bộ nhớ trong là 64GB. Còn chiếc Redmi Note 7 Pro này thì với bộ nhớ trong là 128GB. Nhưng cái đấy chỉ để chứa dữ liệu thôi. Cái mà nó xử lý tất cả các thứ ấy thì nó liên quan đến RAM và CPU. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip so sánh nhanh giữa hai sản phẩm này cho anh em. Mình sẽ so sánh nhanh theo cảm nhận sử dụng của mình thôi, chứ không thiên về việc bán hàng hay là gì cả. Và mình rất là vui và tự hào khi sản phẩm của Việt Nam chúng ta đã cạnh tranh được với sản phẩm của Trung Quốc với giá rất là rẻ. Trung Quốc nổi tiếng, Xiaomi nổi tiếng với cấu hình cao và giá rẻ, nhưng bây giờ sản phẩm Việt Nam chúng ta còn rẻ hơn. Đó là việc mình rất là vui. Và mình tất nhiên là mình sẽ làm clip so sánh luôn để xem là chúng ta nên mua sản phẩm nào. Mình sẽ dựa vào cảm nhận của mình thôi anh em nhá. Anh em lưu ý đây là cảm nhận của mình thôi, chứ không phải là một người bán hàng. Mình cảm nhận sử dụng bình thường. Thì việc đầu tiên thì mình phải nói thật với anh em, nếu mà cầm trên tay sử dụng và nhìn về hình thức thì chắc chắn một điều là mình rất thích sản phẩm Redmi Note 7 hơn, Redmi Note 7 Pro hơn, và nhiều người sẽ thích Redmi Note 7 Pro hơn là sản phẩm của V-Smart. Bởi vì là cầm trên tay Redmi Note 7 Pro có cảm giác là cao cấp hơn, chắc chắn hơn. Khi mà cái mặt lưng này các bạn có thể biết đấy, nó là bằng kính và nó là cái mặt phẳng như này. Khi trước V-Smart Line chúng ta thì mặt lưng là bằng nhựa và nó làm bo cong này. Bo cong này thì rất là nhiều máy làm cũng hiện đại, nhưng mà bản thân mình thì mình không thích cái việc này. Và khách hàng của mình bán nhiều, ngày hôm nay và ngày hôm qua thì mình bán rất là nhiều V-Smart Line luôn. Mình phải rơi tầm khoảng gần 50 con, 5 chiếc máy, 10 chiếc máy rồi, cả online lẫn offline anh em nhé, tại shop và mình chuyển sang, mình bán rất là nhiều luôn. Bởi vì sản phẩm này rất là rẻ và cấu hình tương đối cao. Nhưng mà thực sự là nếu mà cầm trên tay thì mình vẫn thích Redmi Note 7 hơn. Đây là về cái việc cầm nắm. Còn anh em có thể nhìn thấy này, cái viền của chúng thì có chất liệu cũng tương đối là giống nhau. Cái độ hoàn thiện của cái lỗ, những cái lỗ loa này, lỗ mic này, nó đều là tương đồng với nhau. Hay là cả cái độ hoàn thiện của cái chân sạc USB-C này cũng vậy. Thì sản phẩm V-Smart thì chân cắm tai nghe nó nằm ở dưới này, còn Redmi Note 7 thì Pro thì nằm trên này. Mình thích cái Redmi Note 7 Pro một điều là nó có cái cổng hồng ngoại này. Thì cái này là tiện ích dùng rất là hay khi chúng ta có thể điều khiển được quạt này, điều hòa, nó tất cả các loại TV. Gần như là cái nào sử dụng được, trừ đồ của Asanzo anh em nhé. Đồ Asanzo thì không dùng được. Nhưng mà mình dùng rất nhiều hãng như là Sony rồi LG, thậm chí những cái hãng ở Trung Quốc, Skywar hay là điều hòa Gree, các thứ là điều khiển được hết. Cái đấy là cái hay hơn là của chiếc Redmi Note 7 Pro. Trong cái tầm giá tầm khoảng 3 triệu thì chắc chắn là chỉ của V-Smart Line là tầm 3.350.000 thì chỉ có sản phẩm Redmi Note 7 thôi. Thì với bằng giá tiền, nhưng mà Redmi Note 7 tất nhiên là sẽ không bằng được về cấu hình rồi, đúng không? Chỉ có so sánh với Redmi Note 7 Pro thôi. Đấy là cái vấn đề về sử dụng. Còn về cái vấn đề màn hình thì mình có nhiều bạn nói là màn hình AMOLED của V-Smart nó không tốt. Cái điều này mình cũng cảm thấy đúng khi mà mình sử dụng trên tay, nhưng mà với mức giá này thì không đến nỗi tệ. Khi mà mình có chỉnh mắt sáng lên thì nó tương đối là đẹp. Ở đây thì mình có đem hai chiếc máy này ra ngoài trời rất là nắng. Buổi trưa ngày hôm nay tại phòng trời rất là nắng và mình có thử màn sáng, thì cái mức độ hiển thị sáng của màn hình AMOLED trên chiếc V-Smart Line thì nó tương đối tốt hơn một chút so với màn hình LCD của chiếc tấm nền IPS của chiếc Redmi Note 7 Pro. Nhưng mà việc đấy thì cũng không phải nổi trội đối với màn hình LED nếu mà so sánh một chiếc Samsung, ví dụ như Galaxy S8 ấy, thì chắc chắn là chiếc V-Smart Line này sẽ không bằng. Tất nhiên rồi là chiếc Samsung Galaxy S8 là một sản phẩm cao cấp, một flagship của Samsung. Nhưng mà khi mà mình so sánh với một con iPhone 7 Plus ở đây thì anh em có nhìn thấy này, một chiếc iPhone 7 Plus thì nó không thua kém chiếc iPhone 7 Plus là mấy. Mặc dù anh cũng biết là màn hình của iPhone 7 Plus là mình không phải màn hình AMOLED anh em nhé, là màn hình LCD thôi. Đấy, máy đời cao ấy, thì của iPhone thì nó mới sử dụng màn hình AMOLED. Nhưng mà với mức giá 3 triệu hơn 3 triệu thì tương đối tốt. Mình chỉ có một cái điều mình không thích ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng chiếc V-Smart Line mà chúng ta chỉnh sáng xuống thấp ấy, ví dụ đây mình chuyển xuống 50% thì rất là tối. Cái việc này là việc mà mình không thích một tí nào cả. Ví dụ như trên chiếc Redmi Note 7 Pro đây nhá, mình chỉnh xuống 50% này, nó sẽ sáng hơn so với chiếc V-Smart của Việt Nam chúng ta. Cái việc này là việc mình không thích. Cái này thì không biết là do chất lượng màn hình hay là do phần mềm, nhưng mà chỉnh xuống 50% rất tối.
chỉ có chỉnh lên này, tầm 70% này thì nhỉnh hơn một chút, nhưng mà đối với mình nó vẫn là tối. Nhưng mà khi chỉnh lên là mức cao nhất ý, thì rất là sáng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này, ở đây là trong phòng bình thường đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy này, nó rất là sáng và màn hình của nó màu sắc AMOLED tương đối tươi và đẹp, màu sắc là mình rất thích đó. Anh có thể nhìn thấy không? Đấy thì mình có thể là bây giờ mình sẽ mở luôn một cái video ở trên YouTube để chúng ta cùng xem so sánh giữa hai chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Đó, mình sẽ mở thử một video nhé, là video 4K nào đi. Đây mình sẽ mở một video xem nó như nào nhá. Ok, một video thế giới động vật với độ phân giải rất là cao và màu sắc rất là đẹp để anh em test màn hình. Rồi, mình sẽ để chỗ mắc nhất là Full HD này đối với trên những chiếc máy này. Chút nữa thì mình sẽ đánh giá sơ qua vấn đề chơi game, bởi vì anh em mua chiếc máy này anh em mới thắc mắc là 3 triệu chơi game liệu nó sẽ là như thế nào. Thì mình sẽ chơi game một chút trên hai chiếc máy này cho anh em xem liệu là chúng ta nên lấy chiếc máy nào, đúng không? Sản phẩm của Việt Nam có liệu có so sánh được với sản phẩm Trung Quốc cùng với cấu hình hay không? Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Mình rất thích cái màn hình của Vsmart khi mà nó làm không bị nốt ruồi hay là không bị giọt nước hay là không bị tai thổ ở đây. Nó gần như là tràn đầy, anh em có thể nhìn thấy này. Đây, bây giờ chúng ta là đang để màn hình sáng nhất nha. Đó, mình thử bật loa lên xem loa của nó như thế nào, xem loa luôn. Chúng ta có thể nhìn màn hình này, góc nghiêng của nó tương đối lớn luôn. Đấy nhá, cùng cái màn hình cùng với tấm nền LCD của chiếc Redmi Note 7 Pro thì nó gần như là cũng tương đồng với nhau. Nhưng mà màn hình của chiếc Vsmart Lite này thì nó sẽ tươi hơn, nó tươi hơn một chút bởi vì nó là màn hình LED. Đó, chúng ta có nhìn thấy này. Mình sẽ để nó có thời gian tương đối tương tự nhau để chúng ta xem nó cụ thể dễ hơn. Chất lượng và loa thì mình thấy nó cũng bình thường anh em ạ. Đây anh em nhìn đây. Với mức giá hơn 3 triệu thì hàng Việt Nam mà, khỏi phải suy nghĩ luôn đúng không anh em? Rất là đẹp. Chất lượng và loa là hai chiếc máy này khá là tương đồng với nhau. Âm thanh loa thì tương đồng với nhau, khá là tương đồng. Đó. Các bạn có thích cái màn hình, mình rất thích cái màn hình kiểu của Vsmart. Cái này là mang tính cá nhân thôi, bởi vì là mình không thích cái màn hình giọt nước như này hay là tai thỏ thì khi mình chơi game hay xem phim ấy, nó sẽ bị mất đi. Mà cái màn hình của Vsmart với độ phân giải là Full HD ở đây và màn hình có kích thước là 6.2 inch em nhé, so với là cả Note Redmi Note 7 Pro là 6.39 inch. Nhưng mà khi chúng ta xem phim chúng ta sẽ không bị mất một chút được ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy rất là hiện đại này. Hai cái mép thì nó là cân xứng với nhau. Hai cái mép ở bên trên ở bên dưới nó làm cân xứng với nhau, mặc dù ở dưới này nó không có một cái gì cả. Trên này thì nó có loa và cảm biến và camera trước này. Đó. Nhưng mà màn hình của chiếc Vsmart Lite thì mình cảm thấy rất là hiện đại khi mà mình nó không bị mất ở đây. Xem phim và chơi game nó rất là đầy đặn. Thì về camera ấy, anh em mua một chiếc máy này anh em cũng rất là thắc mắc về camera, thì hôm nay mình cũng có đem ra mình chụp thử hai chiếc ấy. Thì ở đây chúng ta có thể xem hai bức ảnh. Có một cái vấn đề mình dù mình chụp ở chiếc Redmi Note 7, mình có hai cái bức ảnh ở đây, đó hai cái bức ảnh xóa phông các bạn nhé, cùng một vật thể. Thì chiếc Redmi Note 7 ấy, khi mà mình xóa phông thì nó lấy nét hơi chậm, có nghĩa là xóa phông hơi chậm, nhưng mà chiếc Vsmart Lite thì nó lấy rất nhanh. Có nghĩa là mình chỉ cần để vào trong khoảng 1-2 giây là mình đã lấy được cái bông hoa này và mình chụp rồi. Anh em có nhìn thấy ở đây, khi mà trước Redmi Note 7 thì mình chụp xóa phông hơi khó hơn một chút. Cái điều này là không phải là mình đẩy cái Vsmart Lite mình bán đâu anh em ạ, mà thực tế là mình dùng nó là như thế. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái bức ảnh ở đây ấy, thì trên chiếc Vsmart Lite thì chất lượng ảnh thì nó khá là tươi. So với chiếc Redmi Note 7 Pro thì Redmi Note 7 Pro nó thật hơn, còn cái màu sắc của chiếc Vsmart Lite nó làm được tươi hơn. Và tất nhiên rồi, khi camera của chiếc Vsmart Lite nó nhiều hơn, chúng ta cứ nhìn thấy thông số là nhiều camera hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ nó xịn hơn. Cũng tương đối đúng, bởi vì là khi mình chụp một bức ảnh góc rộng thì chiếc Redmi Note 7 Note 7 Pro nó không đủ góc rộng được như chiếc Vsmart Lite. Vsmart Lite chúng ta sẽ chụp được góc rộng hơn rất là nhiều, bởi vì nó có camera mà, camera chính đều là 48 megapixel, thì chất lượng camera và ảnh ở đây thì ở mức độ trung bình.
mình đánh giá là như vậy thôi, nhưng mà cũng đủ để cho anh em dùng, cũng dùng cũng tương đối đầy đủ đó. Thì còn trên về giao diện thì mình sử dụng ấy, thì mình thích của Xiaomi hơn, bởi vì giao diện MIUI nó quá nổi tiếng và dùng nó quá là thích rồi. Còn VOS thì bình thường thôi, khi mà nhìn cái giao diện và các bố trí của icon ấy, thì mình cảm thấy nó bình thường, nó rẻ tiền và nó như trước những chiếc điện thoại khác của Trung Quốc thôi, nó không có gì là thú vị cả. Mà trên MIUI thì thích hơn nhiều. Nói chung là mình sử dụng nó là như vậy. Còn bây giờ là mình sẽ đi vấn đề chính mà khi anh em mua máy hỏi nhiều ấy. Đó là về tốc độ load game cũng như là chơi game của hai chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Thì ở đây thì mình cũng cài với game mà anh em chơi tương đối nhiều, đó là game PUBG và cái game một số game offline và cũng như là game Free Fire ấy. Thì mình sẽ chơi trực tiếp hai game này cho anh em xem luôn. Video mình này mình muốn làm thật là ngắn gọn, bởi vì rất là nhiều anh em yêu cầu mình làm video ngắn gọn hơn. Khi mà mình làm những video so sánh thì mình làm đến 3 phút. Mình cố gắng là video này mình chỉ làm vài phút thôi, mười mấy phút thôi, đến dưới 2 phút anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào game mình chơi thử luôn. Đầu tiên là mình sẽ thoát hết đa nhiệm ra trước xem là đây, những chiếc máy này thì chúng ta đang dùng rất là nhiều đa nhiệm này. Đó, mình sẽ thoát hết ra trước nha. Đó, mình thoát hết ra trước này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào một game là một game PUBG sẽ nó loát, máy nào sẽ nhanh nhá. Và mình sẽ vào mình chơi luôn thử xem thế nào. Ngay từ cái lúc này chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ hai chiếc máy này đang cùng độ sáng với nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy chiếc V Smart Lite ấy, màn hình nó rất là tươi luôn đúng không anh em? Đó. À, chúng ta có thể nhìn thấy là Xiaomi Redmi Note 7 Pro đã loát trước, đã loát vào trong trước. Mình nghĩ là tương đồng như Redmi Note 7 Pro đã loát vào trước. Cái việc này mình nghĩ có lẽ là do vấn đề về đánh giá về cái tốc độ ấy thì nó nhiều lắm. Giao diện của MIUI có thể nhẹ này. Hoặc là Xiaomi là sử dụng chip nhớ tốt hơn chip nhớ của Vsmart, thật ra nó sẽ loát nhanh hơn. Nhưng đấy chỉ là một game mà thôi, còn nhiều cái khác nữa. Nhưng mà mình chỉ nói sơ sơ như thế thôi. Chơi game để xem như nào, cái chính là như vậy. Còn loát lâu hay không thì mình có cầm hai máy trên tay để chơi đâu đúng không anh em? Ok, nhiệm vụ này bỏ qua này. Khi mà mình vừa vào game ấy thì mình nhận thấy là nó bị Vsmart này nó bị mất một góc ở cái mép này anh em ạ. Trên chiếc Redmi Note 7 vì gần như là không bị, cái đường cong này nó không bị chiếm mấy của khung màn hình. Đây chúng ta có nhìn thấy này. Đó, mình xem lại là cái màn hình này sáng hết cỡ rồi. Đó, anh em nhìn thấy này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy chữ ra vào không? Ra vào trên Vsmart Lite bị mất không? Đây này. Đấy, bản đồ bị mất này. Nhưng mà trên chiếc Redmi Note 7 thì rộng hơn. Đó, màn hình của Redmi Note 7 là 6.39 inch, có nghĩa là 6.4 còn đây là 6.2 thôi. Mà hiển thị gần như là cái khung giống nhau anh em ạ. Đấy, thành ra là hai chiếc máy này, một chiếc máy này bị mất một chút này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cấu hình xem như thế nào. Một phần đồ họa này. Đồ họa này. Bây giờ mình đã để HD, mình thử HDR xem có hay không. Vâng, chiếc máy này tất nhiên là không HDR rồi, chiếc Note 7 cũng vậy. Tốc độ khung hình mình để là cao hết. Và mình sẽ để là phim ảnh, mình thích nhìn phim ảnh. Ok. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy nè. Ngay dễ lắm, mình nghĩ là hai chiếc máy này nó sẽ xử lý game giống nhau. Nhưng khi mà màn hình của chiếc máy Redmi Note 7 nó to hơn thì nó sẽ không bị mất hai cái mép này. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Redmi Note 7 nó không bị mất anh em các bạn ạ. Đấy, thì thành ra là cái camera này cũng chắc không ảnh hưởng gì mấy đâu. Đó, mình thì bật loa lên xem nào. Ok. Chúng ta có thể nghe thấy nó khá là tương đồng không? Đấy, mình bé đi bé đây này. Khá là tương đồng anh em ạ. Loa khá là tương đồng với nhau. Rồi, mình nhảy luôn này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Nói chung là với cái mức giá là 3.350.000, chúng ta sẽ mua được một sản phẩm chính hãng Việt Nam. Và cấu hình chơi gần như là cũng thoải mái các loại game. Mình nghĩ là chơi như này là cũng tương đối tốt, anh em có thể thoải mái mà mua luôn. Tự tin để chiến đấu luôn anh em ạ. Mình chơi game này rất gà, nhưng mà chắc tất cả game mobile thì mình chỉ biết chơi mỗi game này thôi. Một số game offline như đua xe nữa, còn game online thì mình chỉ mới chơi mỗi game này thôi.
Mà tất nhiên là anh em mua máy về anh em chỉ chơi những cái game như này thôi. Ok, câu này là mình đã nhặt được súng rồi, mình chạy ra ngoài tí mình bắn thử xem nào. Và chúng ta có thể nhận thấy là hai chiếc máy này chơi hoàn toàn mượt và không có bị giật một chút nào cả. Như thế này chúng ta có thể chơi thoải mái luôn này. Đó. Không người bắn mình, trời ơi. Xa quá. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy cơ bản là chơi game trên Vsmart Lite sẽ bị mất màn hình một tí so với Redmi Note 7. Cái đó là cái nhược điểm của Vsmart Lite đúng không? Bây giờ mình sẽ thử vào một cái game khác xem nào. Ta nhận cái vấn đề nhá. Để nó xem nhanh không? Verify đi. Đó. Verify của Garena. Game này cũng chơi nội dung cũng giống như game PUBG thôi. Anh em quá biết rõ rồi. Và rất là nhiều anh em chơi mua điện thoại chỉ để chơi những game này thôi. Rồi Liên Quân, rồi một số game khác. Nhưng mà mình thì mình không biết chơi Liên Quân. Đó, anh em có thể chất lượng âm thanh không? Tất nhiên là màn hình AMOLED của Vsmart Lite sáng hơn một chút. Đó. Âm thanh của game Free Fire rất lớn. Và hai chiếc máy này anh em có thể nhìn thấy loát gần như là tương đồng nhau. Đó, mình thoát lại đi, mình vào game khác này. Một game offline đi. Một game offline của game load tương đối nặng. Và thử như thế nào nhá. Anh em có thể thấy loát tương đồng với nhau. Loát rất là tương đồng với nhau. Nói chung lại là hai chiếc máy này với cùng cấu hình, với khả năng chơi game gần như là như nhau. Cái việc mà chúng ta biết ấy, là chiếc máy Vsmart Lite thì màn hình nó chơi game PUBG nó bị hụt hơn một chút so với chiếc máy Redmi Note 7. Nhưng mà cái đấy chắc là cũng anh em chẳng quan tâm đâu. Cái quan trọng là nó rẻ hơn gần 1 triệu. Nó rẻ hơn gần 1 triệu, camera thì cũng không thua kém mà thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Rồi chất lượng của pin thì cái việc hàng ngày hôm nay ấy, mình dùng hai chiếc máy này liên tục thì pin nó rất là tốt so với chiếc iPhone 7 Plus hay là so với chiếc Galaxy Note 8 mà mình đang sử dụng ấy, thì pin nó tốt hơn nhiều, tốt hơn tương đối nhiều. Hai chiếc máy là pin với dung lượng giống nhau là đều là 4000 mAh thì mình dùng tương đối tốt. Và mình để này để chờ anh em có thể nhìn thấy em chơi game hay là mình tải ứng dụng ấy, thì bây giờ nó là từ đầy và cả ngày hôm nay ấy, nó còn 2%. Và trên chiếc Vsmart này thì mình nghĩ là cũng tương tự, chỗ này chắc còn tầm khoảng còn 31%. Đấy, có nghĩa là Vsmart nó mới lại cả Redmi Note 7 tương tự là như nhau, dùng pin là như nhau và cấu hình cũng là như nhau, loát game các thứ cũng là như nhau. Vấn đề ở đây là giá thành của Vsmart hiện tại chỉ có 3.350.000 thôi, và chúng ta tự hào khi sản phẩm Việt Nam chúng ta lại rẻ hơn là sản phẩm của Trung Quốc. Và đây là sản phẩm Trung Quốc, là sản phẩm sách tay anh em nhé. Nếu như phiên bản chính hãng của Redmi Note 7 ấy, thì chắc chắn một điều giá hiện tại bản chính hãng của Redmi Note 7 nó sẽ cao hơn so với chiếc Vsmart Lite bản 6GB này. Mà đấy là Redmi Note 7 bản 4GB thôi. Thế nên là nếu mà anh em cân nhắc cái vấn đề mua để chơi game cũng không cần thiết nó phải đẹp lắm, bởi vì thực sự là Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Plus thì nó Pro ấy thì nó đẹp hơn là Vsmart Lite.
nhưng anh không quan trọng cái việc đẹp lắm ấy, thì anh em có thể chọn một sản phẩm Việt Nam để ủng hộ Việt Nam. Sản phẩm này thì sản xuất ngay tại Hải Phòng thôi, và hiện tại đang có nhà máy tiếp của Vinsmart tại Hà Nội. Thế là anh em ủng hộ Việt Nam thì anh em mua một sản phẩm này, anh em mình không quan tâm được vấn đề là giống cái Meizu hay là giống cái gì cả, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đó được làm lắp ráp tại Việt Nam và được bán bởi Việt Nam và là một thương hiệu của Việt Nam, và giá lại rẻ, chơi lại được Trung Quốc luôn, chơi khô máu được với Trung Quốc luôn, bởi vì anh em bỏ ra mức tiền là rất là rẻ anh em sở hữu một chiếc máy này rồi. Anh em có thắc mắc gì ấy thì anh em cứ comment vào video nhá, và gọi điện cho mình và theo cái số điện thoại mình để trên trang ấy. Nếu anh em muốn mua chiếc máy này thì anh em có đặt theo đường link mình chỉ bên dưới, hoặc là anh em gọi điện trực tiếp cho mình hoặc chat ở Facebook mình để mình hướng dẫn cách mua. Mình có hai cách mua là cách mua qua Shopee, hoặc là anh em có thể mua ship COD của bên mình, hoặc đến trực tiếp shop bên mình tại 170 Lạch Tray nhá. Anh em thấy hay chia sẻ cho mọi người xem để biết được chiếc máy này như thế nào. Mình chỉ so sánh đơn giản như vậy thôi để ngắn gọn cho anh em biết là chiếc máy này nó nói thẳng ra là hơn đứt Redmi Note 7 Pro luôn về giá thành, và trừ cái việc đẹp hơn thôi. Nó 7 Note 7 Pro và màn hình nó 7 Note 7 Pro to hơn thôi. Còn lại nó hơn đứt hơn. Anh em có thể mua để ủng hộ Việt Nam nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào tạm biệt anh em.